Ê, bự bự. Ê, cái tỏi cỏ. Ê. Ê. Cái cỏ bữa này mọi người ơi. Ủa bên chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh. Hôm nay là một ngày mưa gió tầm tã và tả tơi luôn, tơi bời hoa lá luôn các bạn, mưa từ sáng tới chiều luôn. Anh em nảy ra cái ý tưởng sẽ lại tiếp tục đi cắm câu. Trên tay của mình là một đống câu như thế này nè. Đó, các bạn thấy khá là nhiều không? Đây tổng cộng có 100 cần các bạn. Nói 100 cần chó sang chứ còn lại có chừng 90 cần rồi mọi người. Đó. Không? Mưa nước lên. Mình đi kiếm được vài con cá phi, vài con cá rô gì đó. Thử xem như thế nào. Mình lấy cái mồi dế như này mình cắm. Cái đi cắm đại mấy chỗ như thế này đi. Nói chung mình cũng không biết con cá nữa cái nào nữa. Lâu lắm rồi mới cắm nhiều con như này các bạn. Đi vòng vòng mấy cái đầu mương này cứ thấy cho nào sáng sáng rồi hút một cái để đi mọi người. Cái cổ ngồi không đặt vớn đặt lời nè mọi người. Wow, phải đống câu này thấy có chữ thiệt mọi người. Mồi dế thì nó tiện, nó không được nhạy lắm các bạn, nhưng mà nó tiện nha, móc nó liền liền luôn. Vừa cắm xong mới bắt đầu thấy mình đâu cũng biết biết còn còn ấy thôi thấy gì vậy? còn không chắc một cái nhỏ thì cái cà phê cà phê cà phê nha mọi người. Chưa hết mưa nữa. Ốc bình chào buổi tối tất cả mọi người cũng tè le một me hết trơn. Gắn sợi dây nịch rồi các bạn. Dạ hai anh em thăm câu, thăm xong rồi dở câu rồi về luôn. Con gu vậy Út. Rồi tắt tủ luôn. Chắc là để sáng mình thức dậy khoảng 4-5 giờ đó mình đi nhổ. Cái giờ nhổ cực quá, trời mưa trời gió này. Camera nó cũng ghi hình được, hai anh em đi thăm thôi. Cái nào dính gì mình bắt còn thôi. Dính gì đó bạn ơi. Cái bé không luôn. Ê, bự bự. Ê, cái cỏ. Ê. Cái chi đồng các bạn. Cái chở em cắm đó. Ừ. Con này của camera này các bạn. Không thể phủ nhận được cái cái gì không la quên đâu các bạn. Mày mới dính nè. Để này. Rồi, đi vô nè. Trời ơi, câu này rồi cái cuối cùng đi thăm mà không có mồi nhá. Đi thăm mà không có mồi để đây đi, sáng mình đỡ. Nếu mình thách câu gì. Rồi tối rồi. Trước kìa. Con ngu bà gù luôn. Trời ơi. Còn
Con nhện nhỏ nó bu cha ơi. À, chết quá rồi các bạn ơi, thấy mẹ ơi. À, nó mặt tầng luôn. Ấy, cái cá bữa này mọi người ơi. Tính là dở câu xong mình đi về thôi các bạn. Mình để đây đi, khá dở. Ủa, nhắm nó dở dở nữa. Ừ, dính nữa rồi. Ừ, dính rồi. Cái chè này quá. Ừ. À, cái bụi đỏ. Cái này kinh nó đỏ nữa. Mấy cái lưỡi tròn mà nó dính một cái. Nữa. Anh em tao đi cắm cái trăm cần. Kiếm được con nào? Nè tao bắt mày thôi. Để xem xí. Chuyện chích nhau. Trời ơi, nó bậy bạ vậy. Ừ, bắt con cá chơi mà nó có trứng vậy. Cái gai lắm. Chích tên nào khóc luôn á. Không ẩm gì đâu. Mình nói rồi, mấy con bự bự người ta bắt hết rồi. Anh em mình đi cắm câu gì có thể kiếm được những con như thế này thôi các bạn. Trời ơi, một con cá bị thương nữa. Hay là con khác vô ăn nữa. Con khác nó núp quá. Thấy không? Cứ bỏ ra. Ủa, chết chứ. Rồi ra hết luôn rồi. Kìa kìa, sao kìa. Ủa. Rồi, nãy giờ ra hết rồi. Rồi, xong luôn. Còn con bự nữa. Con bự nữa mất tiêu rồi. Chơi ngon. Chơi đồng rồi, cái kia nó ngon. Rớt mất cơ mọi người. Rồi, rồi, để dốt em ơi. Dạ. Bự nha, bự nha. Mất con còn, ra, ra đây. Ra. Bự là bự. Cỡ. Cái gì đồng đó mày.
Ui là trời, mấy con bự. Cắm lại được mấy con cái nhỏ như thế này nữa. Lượng thứ dữ rồi. Cũng chạng thôi, một cái lưới. Mất con ủ ghê á các bạn. Này, ố cá này toàn bị thương không à. Như vậy chè. Bị ra xịt mà nhỏ đó. Chắc bị xịt mà nhỏ rồi mọi người. Cá nó bị thương này. Như vậy mình rồi đâm lòi luôn rồi, chết máu luôn rồi. Rồi chém luôn. Máu của nó đâm nhỏ rồi. Ủa, hết rồi không? Đâm rồi. Đâm nó không hay luôn. Con cá rô nó bò lên bờ các bạn. Nước ngập đó, nó bò lên. Mà chiều nó bò lên con không bắt. Tối nay cắm câu xui thấy bà nội dính được mấy con. Giờ bắt nó luôn các bạn. Ờ, con bình đây bắt đi bắt con. Cố gắng đảo đây thêm một vòng nữa. Ồ, mẹ ơi. Nước cam ngập hết trơn. Gì? Ui, ớt. Nè. Cắm. Ê, chân chụp luôn hả? Bình tĩnh. Ôi trời, là trời. Còn nhớ xíu bắt người ta làm gì? Trời, ớt bò lên này các bạn. Cũng bự rồi đó. Bắt không? Bắt luôn, đi. Ui là trời, camera nó chụp một cái trời này. Camera nó bước ra, chết. Ê, rớt mương em nội. Ê. Bắt được con ếch. Ngách xanh lè. Ở đây đựng con cá phi các bạn. Còn đây mình cởi quần ra cho các bạn xem. Nè, cầm mình cởi quần. Trời ơi, đây các bạn. Cái con cá chê này mọi người, đó. Cái chê con. Đi cắm câu. Lấy đây đi. Tụt quân gài với lịch lại. Ê, dẫn hết, tống ra. Hết mưa, giờ này mới chịu hết mưa này. Giờ này cá mới bắt đầu ăn rồi, thiệt á. Không có tống rồi. Nãy xảy hết con bự nha mọi người. Con bự à. Con cự bằng tí con treo đây nè. Bạn này đi. Con gần đây chết không ơi. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Mình vừa làm mình vừa trong những video tiếp theo. Anh xui sáng mình sẽ đi thăm ghi hình cho các bạn xem.
là có thể mình sẽ nối vào cái video ẩm thực của chú cháu vào ngày mốt. Đây nghe, camera thì đường về khá là xa các bạn, rồi anh em cũng tranh thủ đi thăm vào lúc 7 giờ thì thăm có lần một à, được có mấy con cá đó đó. Thì cuộc sống ở ruộng ở đồng nhiều khi nó may mắn nó hơn nó được chừng ký hai ký, còn nó không được hơn thì nó như thế này thôi mọi người, 2-3 con, 5-7 con rồi chỉ vậy thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi nha, vậy thì bye bye. Này là tác phẩm của camera Út Bình vô hơi trễ nay nó làm nè các bạn, các bạn thấy nó giỏi không đó. Ừ, mọi người dùng bữa rơi với cháu nha. Cái con cá này là hôm bữa anh em đi cắm câu các bạn, con cá này chắc là ở đâu vậy? Cá vô vớt hả? Vô vớt, thằng kia nó cho. Ủa thằng kia nó cho hả? Ừ. Ồ, giờ này vụ ngoài đồng cá nhiều quá, người ta cho luôn các bạn ơi. Đu đủ nhà chồng, rau muống với lại nồi canh. Đó, bữa nay tác phẩm của nó được nhiêu đó đó, thành ra hơi muộn. Lên đó, là mọi người dùng bữa trưa chú cháu nha. Hôm nay có cá lóc kho, lóc kho với canh mướp các bạn, hay dĩa gỏi. Chú Bảy gấp tới không chú Bảy? Tới tới. Không tới thì dùng canh đi. Đó, thứ này là nhai mới đã nè. Thằng Bảy, xưa xưa giờ nhai nó ngon. Mà không đứt thì thôi, không đứt tại, thì... Tại anh đầu tôi mới lấy ra, mấy cái ai mà nó giặt thằng sao ăn. Không nhai được béo lắm không? Như vậy. Giờ chú Sơn mới xịt thuốc bắp xong hả? Dạ. Rồi ơi. Thịt đàn gạo giờ hơi hơi hả? À? Chó không chứ nhiều không? Thịt nhiều không? Thịt nó mịn mà. Ừ, tại vì cái thuốc còn chưa. Đâu? Có thuốc sâu không? Thịt bệnh, thuốc sâu luôn mà xịt cải luôn á. Cải nó mới có ba bữa nó quất banh xà lông lên trên đó. Xà lách có mình mưa cái nó ngửa cạn hết trơn à. Nó chóc rẻ trơn à. Quá nguồn. Cải dở lắm. Cải vệ sinh là cũng tiêu hết. Không mưa một đám nào đám này chụp bá không chịu không nổi luôn. Có nắng phục hồi lại sao ấy, ba bữa sau ba bữa sau nó túc xanh mịt sao cái mưa chừng ba bữa nữa tôi vô phân nó một cái một rồi thì cầu nắng lại là ổn hả? Không có gì đâu dễ mà trời nó dở lên cái giùm thấy mê lắm Út, nó gom lại cả thau bự rồi đó. Đó hả? Kìa bỏ đâu có chục cái lô kiến rộng giống kìa. Vậy đó hả? Ừ. Ông này không sắc cáo ha. Cái này nó ở gần ngoài mà, phải không? Đó là lộn nó vô với bạn. Ừ. Đó có ổng có cái chòi đó đi nữa. Nói chung người ta sắc cá. Người nào cũng làm mới. Này các bạn, rất nguyên con luôn. Cái dây đồng, nhớ xíu gì nè mọi người. Cái dây nuôi thì nó mập, với lại mà cái dây nuôi các bạn nướng lên vậy là nó sẽ chảy mỡ nha. Còn này nó không có mỡ đâu mà chảy. Nó khô em à. Nó muốn khô mà nó chỉ như này nè. Nó chảy trắng ngon lắm á. Anh em đi trong mưa trong gió chứ bảy. Đi trong mưa trong gió á. Vậy nó nằm ngay người ta xịt hết trơn rồi. Anh em đi gom gom được mấy con vậy là hên nè. Còn lúc đầu người ta mới trồng cam á, lúc đó cắm mới có nhiều cá. Có video mà Út là mình đi cắm cá đó các bạn. Đó, lúc đó là cắm nhiều cá đó. Cái chè coi nó béo quá. Cái này câu bữa hổm nè, hôm qua hả? Cắm câu. Cắm câu hả? Dạ. Giỏi. Chứ câu đâu có dính chứ sao. Giỏi. Không, thịt nó ngọt lắm. Cái chè đồn thì nó béo rồi á. Thịt nó cứng khừ luôn mà, thịt nó dẻ. Bây giờ đi quần là có đó, mình á. Hồi chú cháu mình đi quần. Lóc quá trời, cả lóc luôn mà. Bữa nay tháo mương cao các bạn. Chắc ngày mai sẽ lại tiếp tục có cái video bắt cá. Thì chú cháu cứ mua đồ chợ về cái làm thực hoài nó cũng gọi là có gì đó cũng nhàm chán các bạn. Lâu lâu cũng không biết bắt cá đâu nữa, nó tháo cái vườn cam nhà đó. Cái bắt được nhiêu được. Bữa nay là 100% đồ nhà không mọi người. Tôi muốn nhà nè. Nó chơi thì bắt đu đủ đó, cũng đu đủ nhà. Múp nhà luôn. Cá này người ta cho đem kho luôn. Cho mấy cái bè cá lóc của mình. Lóc đừng qua
gồm hai con đó. Còn con trong thùng chà bá luôn á ha. Còn là sáng. Sáng nó vô đi từ vừa tới nó làm cái tung 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 tung. Dưỡng cá ụt ở dưới mương á ngục. Ờ, ông bảy con đẻ cái này rồi. Hôm qua con vô nó dãy đùng đùng á mà. Mà bắt sáng rồi mà. Cá đó bắt rồi. Cá này cá khác nữa. À. Sao? Ừ. Cá này bự nhất à. Còn cá này nó chết là lý do là nó mình gọng cái nước nó vô ngập cho đó, nó ngập chết. Đó vậy tôi sợ ba cá rô phi tôi dùng qua tôi đổ. À, mất tiêu con cá rô phải không? Hai con còn. À. Có mà. Hai con. Ừ. Cắt còn đồ canh hay gì á? Nó canh hả? Ừ. Gỏi thử miếng gỏi chứ Sơn, chú Bảy. Rồi. Rồi ăn hả? Ngon chứ bởi. Mình Bảy không ăn gỏi ăn Bảy. Ngon lắm không? Ăn canh. Ăn canh hả? Ừ. Ăn như giòn khối lại rồi. Ngon không? Ừ. Cá phi nè, cá phi nè, cá phi mập lâu nè. Bằng bà hỏi anh bóp không? Cũng được. Được hả? Ừ. Rồi mưa gió sao chú cháu đi bắt cá được trời. Mưa mò luôn, mát không? Trời mưa. Nó chạy tốt hả? Tại cái kinh này nó không cạn, cái kinh này cạn á. Trời đang mưa, nước đang chảy rất là mạnh á. Nó mới dồn ngược đầu à, thêm miếng nữa rồi. Nó mới dịu nữa rồi. Cá hả? Ừ. Trời đang mưa mà mình đang thiếu nước ra rồi nó dồn ngược lên trên á. Ừ. Nhưng mà ngặt có cái kinh này nó không chịu cạn nữa. Kinh này hả? Ừ. Nó khổ ha. Hết người này tháo tới người kia tháo không cạn nổi rồi chú Bảy à. Không vậy là tao tháo hết rồi đó. Hôm qua sáng cái thằng đó nó làm mì ha. Còn nhận cũng nhỏ hơn cái thau bự của mình, thau gửi rau mình đó. Gì đó hả? Ừ, nhỏ hơn chút là đầy nhóc rồi. Cá vậy không nè, cá phi vậy nè. Anh con đi mua cho chú Bảy cái ấy nữa nha. Cái ngục lên. Cái ngục nữa. Ừ. Không thiệt. Hồi tính bây giờ lên đầu trên á. Ừ. Thì hôm chợ mưa làm không được, đừng xin bỏ lỡ con chuyện. Gán mẹ đó chứ không thôi thì sách tôi đem dưới rồi. Ê, chợ năm mới có nhiều. Ừ. Mà phải giữ nha. Để anh em thấy anh em mượn à. Mượn hả? Trời ơi, trời. Còn hiếu à. Ớt rồi mày giữ rồi chú Trân. Ừ. Vô lận nguyên chùm ớt rồi mẹ ơi. Anh làm gỏi anh bỏ trong này mà. Ăn đi cho nó cay ngon. Cá rô đồng các bạn, con bị lớn bị lớn à. Nói chung á, nhìn trong thì nó sẽ rất là ngon nhưng mà ăn mình ngán nó bị dướng xương á mọi người. Bữa hổm về mắt xương nó muốn chết chứ sao. cái này hả, cá phi hả? Cá rô phi nó còn chua. gấp lùa cơm này đi, ruộng lùa nó mới dướng ngay cục rồi. Cú họng. Rồi trở lại liền. Rồi luôn ăn cơm hết ngon. Tôi ăn cá mì dinh là hay nhất. Không khi nào bị mất xương. Ừ, thương quá cá mì dinh thì dữ quá. Ừ. Chú cháu mình bắt được cá mì dinh để cho chú Bảy. Ừ. Cá lóc là mình. Cá lóc mình ăn. Bây giờ Bảy cá ăn cá thịt thịt. Còn lạc mà sao đi gâu ngổ nha. À, lần này bán được bắt được con cá mì dinh mà. Con chặt mấy khúc mía nhà đem về mình kho thử coi nó có gục xương không? Không gục không? Gục không? Không. Nghe thân nó gục quá. Gục. Không. Cá biển. Mà bạn phải ướp mà giấm chút. Chết cha, dướng rồi. Rồi. Tối cũng chuyện rồi. Gục hết chân ha. Mà hơi lâu chút xíu nha. Lâu lắm rồi. Hơi lâu à, mà nó mới gục rồi. Gục như cá mòi mình luôn á. Xương này kia anh ăn luôn, ok luôn á. Sáng tôi làm cá này mà tôi nói bữa nay ế độ rồi. Cá là nhiều nhóc rồi. Nước bữa nay chậm cạn quá. Lâu gút. Trời ơi. Rồi bớt rồi. Em thui luôn à. Không, chuyển qua nó đỡ. Nằm trên đó mới mệt. Mưa bên tôi rồi. Ở đây miền Tây sáng nắng chiều mưa. Cứ vậy đó các bạn. Ừ. Sáng nói tới giờ này khoảng tầm 11 giờ.
Nè cái xương nhỏ nhỏ như vậy nè là dính ok luôn nè. Tôi sợ lắm mấy cái này. Thầy gần con bự. Ừ. Thì đó đó. Dạ giỏi thế. Chết cha rồi múp sơ rồi. Ủa mình còn múp non giống hết trơn mà chú Sơn. Đâu có ông kêu làm cho ông khúc vậy đó. Vậy đó hả? Nhà coi béo. Để mà ăn được con nhảy ra. Rồi. Cái gô ăn mắt xương thì ta ăn cái đó đó. Ăn cái lóc hả? Ừ. Cảm ơn bảy ha. Ăn nó được nhảy ra hả? Ừ. Nói vậy hả? Xong quăng hả? Chứ lại là nuốt. Nó mắc kẹt ngộ cò cổ à. Ôi là trời. Nhà nó bé chứ bộ. Ừ, ừ, mặt. Ừ. Nghe coi nó béo mà nó gì không? Tiếp tục là bữa cơm ruộng đồng, hôm nay toàn là cá đồng với lại đồ đồng không các bạn. Không có gì mua chợ cho mọi người. Đúng, tôi chết rồi, hết hồn gì. Chà chú Bảy. Thử rồi nó ngon chú Bảy. Nhất liền, thử đi. Nhà chồng à. Đu đủ nhà chồng. Ừ. Chết mẹ gãy. Cái vậy. Cũng ngọt chứ bộ. Ngọt không? Ngọt chứ vậy, ngọt chứ tròn á. Ờ nhầm chỗ nó hơi bị mềm á, ăn ớn ớn chú Bảy. Ngon, ngọt mà phải tôi thử miếng ngọt mà. Chính cây mà. Ừ. Nó ngọt bằng cái cây này đâu, cây này nó ngọt mà. Dạ nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ cho kênh nha. Dạ thì bye bye mọi người, bye bye.